Hello chào các bạn, hôm nay không có khôi hộp loa hay là khôi điện thoại, là khôi một cái gọi là đế treo tivi. Cái đế treo tivi thông minh, cái này mình dùng lâu rồi mà mình cũng review nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mình khôi hộp kỹ để giới thiệu và hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để mình treo được một cái tivi lên tường với một cái góc xoay rất là ngon lành. Và hiện tại thì cái dòng insert này nó có hai loại cái bát gắn tivi cho tường các bạn. Thì cái này là dành cho cái những dòng tivi từ 37 đến 70 inch. Tuy nhiên ở nhà mình đang dùng cái này thì mình đang treo cái tivi Sony 75 inch rất là to, vẫn ngon lành. Thật ra nó 37 là quá nhỏ, cái dòng này phải treo từ 55 inch cho tới 75 inch trở lên thì vẫn đảm bảo được cái trọng lượng của tivi. Nó lót nó chịu tải được tới 45 kg. Thì cái đối với cái dòng lớn này á thì các bạn gắn cái này vào tường, còn cái phần mà dính vào tivi nè, dính vào tivi thì nó bắt theo cái khung sắt vuông này đó, rồi nó có hai cái thanh ngang nữa là mình đẩy ra để vào. Riêng hôm nay mình khui cái dòng nhỏ này á, cái in B5 này á, cái này là B6, cái mã đó là in B6, còn cái này là in B5. Thì mình đang treo cái tivi, hôm nay là mình treo cái tivi 55 inch ở đây vô cái phòng của mình đó. Thì cái 55 inch thì dùng cái này phù hợp. Thì cái này nó cái phần mà dính vô cái đáy tivi thì nó hình chữ S, nó gồm có 4 cái bát xéo ở đây, mình bắt 4 cái bát này vào cái góc mặt sau của cái tivi rồi bắt đầu mình treo lên. Rồi giờ mình khui hộp nha, phối hợp cho các bạn coi. Nếu nhà các bạn nào mà cảm thấy có nhu cầu thì các bạn có thể nghiên cứu cái sản phẩm này. Đây là cái hướng dẫn sử dụng nè, hướng dẫn treo, các bạn nhớ giữ cái tờ này. Nói chung là những cái bước treo nó không có khó, nó không có khó à, các bạn chỉ cần là đọc cho thật kỹ thôi, đọc thật kỹ, có một cái khoan mình canh cho thật kỹ thì mình làm được. Rồi bên dưới bên trong hộp nó có một cái khu này là ốc nè, vít nè, nói chung là nó cho mình đủ á, không cần phải đi ra tiệm mua lông đền, rồi tắc kê sắt đó, là nguyên một cái bịch này nó bọc lại hết thì rất là ngon, hàng xịn luôn đó. Ốc vít quá trời luôn, tắc kê nhựa là các kiểu, nó làm kỹ lưỡng nha, phải giống như cái đồ. Rồi trong này nó còn cho mình luôn cái cà la luôn đó, rất là kỹ, sợ mình không có đồ để mà bạnh nè, cho mình luôn. Rồi bên đây là 4 cái bát chữ X đó, đó mình sẽ gắn chi tiết, mình sẽ quay cho bạn dễ hình dung, thì mình lắc và có thể coi video này là hình dung được. Đây là cái khung chính nè, khung chính đó. Khung chính là cái phần này là phần áp vào tường đây, các bạn thấy không đó, cái phần này là áp vào tường. Áp vào tường thì nó chịu lực ở cái ba con ốc này, này là vô tường nè, khoan thắt kê vô nè đó. Cái nắp này là mình tháo ra mình gắn, xong rồi sau đó mình đậy lại cái nắp này. Đó. Lắp nhựa là mình chụp chơi thôi, chụp cho nó đẹp thôi. Cái này là chụp cho nó đẹp thôi. Rồi, nếu các bạn không dùng thì các bạn dục bỏ cũng được, mấy cái này cũng không có quan trọng, dục bỏ cũng được. Đó, các bạn có thể đẩy cái tivi ra rất là xa. Thì cái phần vô tường là phần này, phần vô tường là phần này. Để các bạn đây là phần đẩy tivi ra nè. Đó, đẩy tivi ra. Rồi đẩy xéo nè, xéo góc mà để ra để vào các kiểu xếp. Rồi mình sẽ tiến hành gắn vào tường rồi bắt đầu tắt tivi lên, các bạn dễ hình dung hơn. Cái bộ này á, là giá là 850.000, cái bộ nhỏ 850.000. À, mình nghĩ là kể cả tivi 65 inch mình cũng có thể gắn được. À, nếu các bạn an toàn thì 55 trở xuống hoặc là 60-65 gì đó thì ok. Còn cái này là 55 tới 75 thì các bạn dùng cái bộ này thì
nó nặng cho nên là họ đi theo cái hai cái khung hình vuông ở đây. Rồi sẽ quay tiếp tục. Rồi đầu tiên là các bạn mở ốc này ra, mở ốc này ra rồi để tháo cái bát ra đó các bạn, tháo cái bát ra, lấy cái miếng này ra nè, miếng này là cái miếng gắn vào tivi nè. Rồi đây là bốn cái cây gắn vào hình chữ X đó, để mình có phù hợp ra để bắt đầu chuẩn bị mình gắn lên tivi. Đây là ốc X không, nó rất là kỹ cho mình đầy đủ đó các bạn. Gắn theo cái mình đang lắp đặt hướng dẫn ở đây nha các bạn, gắn chưa quen thì nhớ cầm cái quyển cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhanh để mình theo cái hình vẽ đó mình gắn. Nó cho luôn mình cái khóa cho nên là không cần đồ nghề luôn. Ở nhà mình đang gắn một cái khung lớn cho cái tivi 75 inch live stream chân hình các bạn thấy đó, gắn ngay giữa phòng khách thì cái bàn làm việc mình nằm phía trên và cái bàn ăn nằm phía dưới, mỗi lần mà có đau anh cần coi gì mà mình đang ngồi ăn thì mình vẽ ra một cái góc 30 độ để mình vừa ăn vừa coi. Thì là mình ngồi chính diện phòng khách đó thì mình xoay thẳng lại, và khi mình lên phòng làm việc thì mình bẻ ngược lại. Thì tùy cái tivi các bạn cũng có thể khảo sát cái tivi coi những cái lỗ của nó chính xác hay không, thì các bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Đây là cái tivi Sony 65 inch nha các bạn, tivi Sony 55 inch, tivi Sony 4K 55 inch, rất là phổ thông trên thị trường. Mình quay cái video này nó hơi chi tiết, nó hơi dài chút. Mình muốn dài đầy đủ để các bạn dễ hình dung trong quá trình lắp đặt. Thả lỏng cái bốn con ốc này chút xíu để mình canh cái lỗ của cái tivi này các bạn. Đó, tivi nó có bốn cái lỗ ở đây, 1, 2, 3, 4 nè, để các bạn gắn cái khung á. Bây giờ các bạn gắn bằng cái chữ X này đây đó, các bạn thả lỏng bằng cái này trước, xong lát các bạn siết con ốc này ha. Đó, bốn cái lỗ đã vô khớp của cái chữ X này rồi. Bây giờ các bạn siết tập chặt cho nó vào. Ốc thì họ cho mình hết mà họ bọc trong cái bao rất là kỹ càng các bạn. Sản phẩm là sản phẩm nhập, có cả những cái miếng nhựa này, miếng đệm nhựa để các bạn lót. Đó, các bạn lót cái miếng nhựa ở dưới. Tất cả những bước này họ có nằm ghi trong cái hướng dẫn sử dụng nhanh hết, cho nên các bạn nhớ nha, gắn cho kỹ và dùng hết tất cả những cái vít cần thiết ha, đừng có bỏ sót. Mình bỏ sót thì mình gắn không đúng kỹ thuật. Nó lông một cái này gọi là lông đời hả, không phải lông miếng đệm, miếng đệm bằng nhựa, miếng chêm nhựa, nó cái hình trụ nè, công ty nó vướng thì mình mới gắn. Nó có loại mỏng loại dày nữa nè, đây là mỏng, cho mình loại mỏng là loại dày nè. Có một số tivi nó vướng, ví dụ bây giờ cái góc này nè, cái góc này cái tivi nó lồi lên,
thì nếu các bạn xếp cái cây này siết sát xuống đây thì nó bị cấn cái này, thì các bạn dùng những cái hộp nhựa này ha, để các bạn chêm nó lên, đội nó lên cho nó thở ra. Đối với con ốc của nó cho thì nó cũng đủ loại, từ ốc cao cho tới ốc ngắn. Đúng rồi, đây này đó, ốc ngắn này, ốc dài, tùy các bạn đổi cái miếng đệm như thế nào thì các bạn dùng đúng con ốc đó để nó đúng cái thước. Rồi các bạn xiết ốc sơ sơ lại chút xíu để các bạn canh cho nó kỹ, xong rồi bắt đầu mới xiết cái bước cuối cùng. Bắt đầu mình bằng bàn tay để mình ráp cho nó vô cái khung coi nó đúng chưa cái đã. Đó, như ở đây mình để một cái miếng đệm này lên thì nó sẽ hở cái này ra nè, thì mình siết chặt nó không có bị cấn. Rồi bắt đầu các bạn tiến hành siết cái khung chữ X này vào cái đáy tivi, siết càng chặt càng tốt và càng cứng càng tốt ha. Các bạn có thể dùng cái khoan các bạn siết đúng không, cứng ngắt luôn, nào cứng lắm, rất là gọi là bao luôn ha, cứng lắm lận, nó cho mình mấy cái miếng nhựa này rất là chắc, ha, nó đội lên mình rất là chắc cú. Rồi đối với nhà tường gỗ thì các bạn bắn cái con lục giác bắn thẳng vào gỗ, nhưng mà đối với nhà cái vách nhà các bạn nào mà từng xây á thì bạn dùng chính cái tắc kê này luôn và con ốc này luôn để bạn gắn cho nó chắc ha. Cái bước mà khó nhất đối với mình á, cái việc treo cái tivi lên á, là các bạn phải đo được cái kích thước tivi, rồi đo cái vị trí tivi mình đặt ở đâu, cách trên trần xuống bao nhiêu, cách dưới đất lên bao nhiêu, cách trong tủ ra bao nhiêu, mình phải đo và mình vẽ được cái tivi lên tường. Sau đó mình lấy cái bát này mình ướm vào, và mình ướm vào vừa cái khung đã gắn cho tivi và cái khung gắn lên tường này, thì các bạn sẽ hình dung được cái tivi nó nằm ở đâu, thì lúc đó các bạn mới bắt cái bát này vô tường được. Rồi do cái tường mình là cái tường bằng thạch cao các bạn, cho nên mình cái tivi này tivi xoay, cho nên mình khả năng mình xoay qua xoay lại rất là nhiều lần, thì mình mới gia cố bằng cách là mình khoét một cái lỗ ở đây và mình đặt một cái miếng ván dày nằm bên trong này, sau đó mình bắt những cái con ốc này để mình chặn cái miếng ván này lại, sau đó mình bắt cái khung vào. Thì đối với các bạn nhà tường xi măng á thì không phải làm cái thao tác này nha các bạn. Tường xi măng các bạn khoan vào, bắt tắc kê vào bằng ốc, rồi sau khi mình gia cố được cái miếng gỗ rồi cái thông ở trong ra, bắt đầu mình gắn cái khung đó, thì cái khung các bạn thấy là đưa lên là mình cắm sẵn rồi. Đó, bây giờ mình bắt thẳng cái con ốc này xuyên qua thạch cao và nó xuyên qua cái miếng gỗ dày nãy mình đã đưa vào bên trong cái phần thạch cao. Đây là cái miếng gỗ mà mình gia cố nè. Thì đối với các bạn vắt thạch cao thì các bạn nhớ lưu ý giùm mình nha, nhớ gắn bằng cái cách này là cái cách gọi là tiện nhất, mà các bạn không phải sơn tường, không phải trích tường lại. Các bạn khoét một cái lỗ, các bạn nhét cái tấm này vào, là các bạn bắt cái khung vô là nó sẽ ép cái miếng gỗ vào cái phần thạch cao và nó làm cho cái khung rất là chắc chắn. Đó, có ba con ốc ở ngay cái xương giữa, và hai con bên trên, hai con dưới nữa, là tổng cộng 5 con. Để là chắc cố là ngắn hết 5 con vào. Mình đã đi một cái ống ruột gà và chừa đây một cái nguồn điện cũng như là cái dây mạng cho cái tivi này sẵn rồi, cho nên khi lắp lên các bạn sẽ không thấy dây nhợ gì hết về phần tivi này. Thì các bạn muốn coi tivi thì bây giờ có rất là nhiều giải pháp, như NTT Telecom vừa ra cái đầu Android box đó các bạn, để các bạn mua cái đó gắn vào cái sau cái tivi này là xong, không cần phải làm gì thêm phức tạp. Để đảm bảo cho cái độ thẳng của cái tivi á, thì các bạn nếu mà ngon lành thì các bạn kiếm cho mình một cái thước thước phẩy các bạn,
đó thì các bạn đặt cái thức thủy lên cái khung này, các bạn canh cái giọt nước cho nó cân để cho cái tivi mình cái khung đảm bảo là mình treo thẳng ha. Rồi sau khi lên cái khung thì bắt đầu mình khi cái tivi vào đến tivi mình đã lắp cái khung mình kỹ rồi đó, tivi rồi bắt đầu đưa vào vị trí để lắp đặt. Thì đúng là cái này các bạn phải rành, nếu mà không lắp nổi thì có thể nhờ một cái anh thợ điện hay là một người nào đó có kinh nghiệm chút xíu, còn nếu các bạn mày mò thì cũng được chứ không đến nổi. Đây khi đưa là vào này, không từ từ chậm lại, trên xuống rồi gắn sang chưa. Rồi cái con ốc này nè các bạn, con ốc này là các bạn mở ra mở vô đi tăng đơ ra vào cái chỗ này để các bạn chỉnh nó cao thấp cái đầu tivi. Còn cái ốc phía sau này đây, con ốc này thì các bạn chỉnh độ ngang cái tivi, độ ngang à. Đó tùy các bạn, một người canh các bạn có thể siết và điều chỉnh nó bẻ nó qua lại để nó thẳng theo chiều ngang cũng như là cái đầu nó gập vào hay là nó thẳng với cái tường. Rồi đây là mấy cái bọc khung các bạn, mấy cái miếng nhựa bọc khung á, lúc nãy mình tháo ra đó. Thì bây giờ là các bạn bọc lại thì nó vừa chức năng là bọc cho đẹp khung và nó giấu cái dây luôn, nó nẹp cái dây lại ở trên này, nó có một cái phần hở ra để nó đi nẹp dây trong đó. Thì mình khuyên các bạn là nên làm cách nào đó để giấu hoàn toàn cái dây cho cái tivi nhà mình, tức là bước vào không có một cái cọng dây nhựa nào nó lòi ra hết, thì mình mới thấy được cái giá trị của cái vẻ đẹp tivi treo tường ha. Thì các bạn nên đi ruột gà để kéo cái dây nguồn điện ra. Đây mình đi một cái dây nguồn điện nè, ra một cái chui để mình câu trực tiếp dây nguồn thẳng vào đây luôn chứ không có lòng thòng ổ cắm xuống dưới. Rất nhiều nhà thiệt là đẹp nhưng mà để dây lòng thòng từ trên tivi đi xuống là rất là mất tâm mỹ. Rồi mình để chắc chắn là nó cái tivi này nó chạy nhanh về mặt mạng, thì mình đi sẵn một cái dây mạng luôn, mặc dù tivi nó đã có cái wifi nhưng mà mình dây mạng trực tiếp để cho nó đạt được một cái tốc độ tối đa. Ví dụ mình mở phim 4K hoặc là video 4K là nó lên liền ngay tức thì luôn, chứ không phải lốt giống như là mình vô wifi đó, đảm bảo được cái chất lượng bình quyền. Các bạn gắn những cái nẹp này vào hết để nó đó, ngoài cái việc thẩm mỹ thì nó còn chốt những cái dây lên đấy nha các bạn. Rồi sau khi gắn xong thì các bạn thấy là cái tivi đang hở từ hai găng tay đó, hai găng tay tức là hở 40, cái khả năng nó đẩy ra khỏi cái vách tường đó, nó thòng ra là nửa mét đó các bạn, đối với cái khung này nè, nửa mét. Các bạn có thể xếp hai cái thân này lại được luôn, nó đưa qua bên kia, đưa qua bên này cho một cái góc xoay có bao nhiêu độ là 45 đó. Các bạn thấy cái góc xoay không? Thấy đẩy hết ra thử anh Quý đó, các bạn thấy cho một cái góc xoay tuyệt vời luôn. Rồi đó là do cái tivi này mình đặt trong cái căn phòng này, là sau này mình sẽ unbox quy hợp ở cái vị trí này, thì mình bắt cái tivi vô tường nhưng mà mình làm việc thì mình xoay ngang qua để có cái góc nhìn. Rồi bạn bẻ lại giùm để quay cái góc kia thử đó, đó là cái góc quay ngang rồi quay vô nữa từ từ này luôn. Đây là áp sát tường này đó, thì đây là cái phía sau này cho các bạn dễ hình dung. Khi mình bung ra này một góc rất là rộng, chắc trong tường thì cái tivi này là đảm bảo là cái khung chắc chắn luôn, xoay rất là nhẹ nhàng. Ở nhà mình xoay cái 75 inch ngon lành lắm. Đây là đẩy nè, nhìn thấy nó vậy thôi nhưng đảm bảo là nó chắc chắn. Tivi này thật ra nó nhìn to chứ không phải nặng lắm đâu, rất là ngon ha. Sau một thời gian nếu mà nó chút cái đầu xuống thì các bạn xiết con ốc, xiết cái con ốc này để đảm bảo cái đầu quay nó xoay lên trên ha, nó thẳng như cái mặt. Rồi các bạn, đây là mình gắn hoàn tất một cái đế xoay cho cái tivi này. Thì
đây là một cái mặt bắn y như những cái đế bình thường, các bạn đẩy vào sát tôm thì nó thẳng. Bây giờ mình muốn xoay qua cái góc này thì các bạn lấy tay nhấc ra đó, rồi rẽ qua, rất là đơn giản. Thì chúng ta có được một cái góc rất là đẹp dành cho cái khu vực bên này nghiêng qua này. Rồi nếu mà các bạn xoay qua góc bên này thì các bạn cứ xoay bình thường đó. Các bạn coi cái cách gắn phía sau này rất là đơn giản đó, thì rất phù hợp cho những cái căn hộ có một cái phòng khách nó hơi dài và các bạn gắn cái bộ này ngay trước bộ sofa ngay giữa, thì khi các bạn ăn cơm thì cái phòng ăn nó nằm ở dưới, thì các bạn nhảy xuống dưới các bạn xoay cái tivi, còn khi các bạn làm việc thì các bạn tranh đẩy lên khúc trên, thì lúc mà đẩy vào thì các bạn cũng rất là nhẹ nhàng để đẩy nó vào thôi, thì nó xếp lại đó. Xong rất là đơn giản. Rồi các bạn sẵn mình chia sẻ luôn cái tivi ở nhà mình đang dùng tivi Sony 75.4K rất là lớn, mình đang ở trong mỗi căn hộ với một cái phòng khách vừa phải. Thì đây cái đế xoay của mình nè đó, thì như đầu video mình có giới thiệu cái khung mà lớn dành cho tivi 55 inch cho tới 75 85 inch, thì bạn dùng cái khung này thì nó bắt vào tivi bằng hai cái miếng sắt dọc và hai cái miếng ngang cầm lại thay vì cái hình chữ X như cái khung tivi nhỏ. Rồi cái cơ chế gắn tường bằng cái bát này và cái cơ chế xoay thì nó cũng tương tự như nhau, thì hai cái kích thước hai cái nó khác nhau một chút xíu. Ở đây mình đi cái ống ruột gà, rồi mình nhét cái ổ điện sẵn trong đó, một cái đường dây mạng cũng như HDMI để đi xuống cái dàn máy ở dưới, giúp cho TV rất là sạch và gọn. Đó thì các bạn thấy là mình xoay rất là dễ dàng và nhẹ nhàng, mình đẩy vào rất là dễ, rất là nhẹ. Và khi mình ngồi ăn cơm ở dưới đây, đó ăn cơm ở dưới đó thì mình chỉ cần lấy tay mình đẩy nhẹ ra thôi, xoay được một cái tivi to như vậy xuống ở dưới cái khu vực ăn đó, các bạn thấy xuống khu vực ăn. Rồi khi mà mình ăn xong mình lên trên này mình làm việc thì mình có cái góc làm việc ở trên này thì mình xoay lên rất là dễ, các bạn thấy ai cũng có thể xoay được, từ dưới phần mic cũng có thể xoay được cái tivi đó, các bạn thấy nhẹ nhàng không, rất là nhẹ nhàng. Dùng cái đế xoay này khoảng gần 2 năm nay rồi vẫn chưa thấy cái việc gì nó bị yếu khung hoặc là bị cái này cái nọ đó, mình thấy rất là tiện lợi. Rồi khi các bạn ngồi ở giữa thì các bạn đẩy TV ra, các bạn xếp lại rất là dễ dàng, nhẹ nhàng đó, xếp thẳng thì các bạn ngồi ở khu vực giữa phòng khách này, các bạn thưởng thức phim ảnh cũng như là coi tivi. Rồi đây là một cái tivi nhỏ nữa trong phòng ngủ, sẵn giới thiệu cùng lúc luôn để các bạn dễ hình dung. Thì đây là mình cái tủ quần áo của mình nè, các bạn có thể dễ dàng hình dung được đây là cái tủ quần áo. Thì ở đây mình đóng những cái hộc tủ đó, hộc tủ để đồ. Thì trên này mình chừa ra một cái ô này để mình gắn một cái tivi nhỏ giúp giải trí cho cái khu vực giường đó. Thì mình cũng gắn một cái khung tivi xoay ở đây, thì mình lúc mà mình xếp vào thì nó xếp là sát cái vách này. Rồi lúc mình lôi ra nè các bạn, đó các bạn thấy không, mình lôi ra nó ra khỏi cái tủ luôn, khỏi cái thành tủ luôn một khúc. Và lúc đó mình xoay nè các bạn thấy không, mình xoay cái tivi với một cái góc rất là rộng đó, rất rộng, rất là đẹp, rất là thoải mái. Khi mà mình cần dùng thì mình xoay ra, nếu mình ở trong cái góc, mình nằm góc bên kia thì mình xoay, thì cũng dùng cái khung như đó như vậy. Và các bạn đi dây đi nhờ âm hết phía sau cho ra một cái sự tiện lợi tuyệt vời luôn. Và nó nhẹ lắm, các bạn thấy đẩy ra đẩy vô nó nhẹ lắm nè, nhẹ lắm, rất là dễ dàng. Thì nghĩ đây là một cái giải pháp tuyệt vời thay vì những cái tivi, những cái khung thời trước rất là thô sơ cũ. Bây giờ mình chơi cái concept này nó rất là tiện lợi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.